Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ một lần nữa con xin kính lãnh lễ sư thân, con kính lễ sư phụ pháp tính và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahma chaloka thipati saham bhati katan chali varang ayajatha santi thasantam parachang kachatika dese tu thammang anukam bimang bachang santham maferin vinyayan cha yang suatan cha ban thang afi tham ma cham mang a ko ta yan to cha tu san cha dan dang ba bo tha nei ye Parisaya manche Ewang saham pati brahma Phagavantang ajachatha Tuân hi phà quê tăng bố thô Cà ru nhé na di qua ya tan ha vu tha ya pa de na mi ga da yang ta to ga to pan cha wa ya da yo nei ye a mang ba ye si tham ma to Tao ba phu ti sam bu thu anu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si sat ta nang an tha sin tha kang te na sa tu a yu phan te de se tu tham ma de sa nang Sambhajitha parisaya anukambambikatawe. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Mô Sang Khai Giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ pháp tính có thể đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con về bài học của ngày hôm nay ạ. Con xin kính mời sư phụ ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá và xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm, kính chào sư Nguyên Tông và kính chào toàn thể quý vị và cảm ơn quý vị. Chúng tôi tranh thủ chúng tôi giảng hôm nay chúng tôi thấy mấy bài những bài dữ. Và bây giờ lễ bái tam bảo trước khi giảng bài. Arahang samma sambuddho bhagava bhutang bhagavantang appivadami Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami Lokassana Thangvaramuttamahang Buddhang Chathammang Chathmanamami Sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức ở một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ
vị an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Và bây giờ thì một lần nữa cho hỏi là quý vị còn nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Hôm nay chúng ta sẽ học phần Sankharapachaya Nha Năng, có nghĩa là dựa vào ba hành mà 32 quả thức diệt thế có mặt. Có, ở trong cái bài tụng của mình, hành duyên cho thức rất là ngắn. Nhưng mà khi mà chúng ta học á, thì chúng ta phải biết rằng là Sankharapachaya Nha Năng Sang Phá Quá Tiết, Sam Phá Quá Tiết có nghĩa là dựa vào ba hành mà 32 quả thức hiệp thế có mặt. Vậy thì trước khi mà học đến thức thì chúng ta cũng phải nhớ đến hành. Hành chúng ta còn nhớ là chúng ta có cái gì quý vị? Quý vị nhớ gọn lại là đối với hành thì có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Đó, có thể chọn theo cái bản nêu vi diệu pháp đó, cái bản từ cái tâm bất thiện trước đó, thì chúng ta cứ chọn phi phúc hành đi. Đó, tại vì cái này nó liên quan, cái này nó liên quan, thành ra quý vị, chúng tôi mong rằng quý vị phải nhớ phi phúc hành, chi pháp nó là 12 tâm bất thiện. Rồi phúc hành chi pháp nó là 13 tâm thiện. Rồi bất động hành chi pháp là 4 tâm thiện. Đó, quý vị phải ráng, quý vị ngồi, quý vị nhớ lại phi phúc hành, rồi nhà phi phúc hành, bất động hành, rồi phúc hành. Đó, thành ra quý vị sắp, có thể quý vị sắp cho nó gọn theo cái tâm của chúng ta học đó, tâm bất thiện, tâm thiện, tâm thiện dục giới, tâm thiện của thiền. Đó, nó rất là liên quan với cái bài học này, và nó sẽ, chúng tôi sẽ chỉ ra cho quý vị thấy rằng cái sự ứng dụng hàng ngày của mình ở trong cái bài học này. Rồi, vậy thì hành duyên cho thức, thức ở đây đó trước tiên á, huynh nha năng hay là huynh nha ná, huynh nha năng, huynh nha ná, thức ở đây có nghĩa là gì quý vị? Thức ở đây là có nghĩa là cái gì mà nó chuyên biết cảnh. Cái gì mà nó chuyên biết cảnh thì cái đó gọi là thức. Đó, mai mốt, thí dụ như ai người ta hỏi mình, ủa sao ở trong đó dùng cái chữ thức, là cái gì vậy, thức là cái gì? Thì mình cứ nói là cái gì nó chuyên biết cảnh thì cái đó gọi là thức. Đó, mình nói như vậy cho nó gọn thôi. Chứ nếu mà mình phân ra nó, thì nó rất là rắc rối. Mình để gọn lại như vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ có cái lý thú hơn. Rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta phải biết thức. Thức này đó là gồm có hai: thức trong thờ tái tục, ba tí sanh tí vinh nha ná, thức thờ tái tục. Rồi thứ hai là thức ở trong thờ bình nhật. Đó, vậy thì thức thờ tái tục, hoặc là mình ghi là thức này đó là được phân ra hai trường hợp: thức trong thờ tái tục hoặc là 19 tâm, 19 thức tục sanh. Lúc trước chúng tôi học đó, là chúng tôi ghi tắt 19 thức tục sanh. Đó, rồi 32 thức bình nhật. Vậy thì ở trong cái thức này đó thì chúng ta có hai thức: ở trong thờ tái tục và thức ở trong thờ bình nhật. Đó, không biết dạ, đúng rồi, thức thờ tái tục có 19 quả thức. 19 quả thức này đó, 19 quả thức này, 19 quả thức này là gồm có hai tâm quan sát
À, hai tâm quan sát. À, trời, chúng ta học nó hơi chậm tí xíu đi mà nó sẽ tốt. 19 quả thức trái tục này đó là có hai tâm quan sát và tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả thì nhắc tới đại quả thì chúng ta biết rồi nha. Chúng ta biết. Dạ đúng rồi. Tám tâm quả, quả thiện dục giới. Nếu mà mình nói đại quả khỏi gắn dục giới, mà hãy mà nói tám quả thiện thì phải ghi là dục giới. Đúng rồi, xa thú. Rồi, thức ở bình nhật, thức ở thời bình nhật là có 32. Thì chúng ta lấy hết tâm quả, chỉ trừ ra quả siêu thế thôi. Chỉ trừ ra quả siêu thế thôi thì quý vị lấy coi đủ không? Đủ 32 không? Rồi, cái này là giao cho Hồng Thị Kim Nhung nha. Rồi, bây giờ chúng ta mới đi vào cái bắt đầu 15 quả vô nhân. Dạ. Đánh cái chữ VN được. Chúng tôi tưởng 15 quả Việt Nam. 15 quả vô nhân, 8 đại quả, 9 quả đáo đại, cộng lại đủ 32 chưa? Rồi, đủ rồi. Rồi, bây giờ đến cái chuyện mà quan trọng cho chúng ta nè. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ học về 19 quả tục sinh trước. Mà cái phần này được bắt đầu bằng phi phúc hành mà trợ sanh cho thức. Phi phúc hành mà trợ sanh cho thức mà thức tục sanh. Vậy thì phi phúc hành á, chi pháp là chúng ta có 12 tâm bất thiện. Nhưng mà nếu mà làm cái việc mà trợ cho thức á, có nghĩa là để lại cái hậu quả mà đi tục sanh á, để lại cái quả thức mà đi tục sanh á, thì có mười mấy tâm quý vị? Chỉ có 11 tâm thôi. Chúng ta nhớ nha. Đúng rồi, 8 tâm tham, 2 tâm sân và tâm si hoài nghi. Còn si phóng dật không đủ năng lực, không đủ sức mạnh cho đi tục sanh. Đó, không đủ sức mạnh cho đi tục sanh. Đó, chúng ta vậy thì chúng ta nhớ là 11 phi phúc hành trừ cho si phóng dật sẽ tạo ra tâm quan sát thọ xả bất thiện. Đó, tạo ra tâm quan sát. 11 hành trừ si phóng dật tạo ra tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Chính cái tâm này là thức tái tục của chúng sanh trong cảnh khổ. Chúng sanh trong cảnh khổ. Đó, rồi vậy thì đó, vậy thì quý vị thấy rằng hằng ngày chúng ta đối với những cái tâm bất thiện này, những cái tâm bất thiện này, nếu mà lúc cận tử nghiệp mà chúng ta nhớ đến cái chuyện gì đó nó thuộc về bất thiện thì lúc đó nó sẽ cho cái tâm quả thọ xả, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện sẽ đưa chúng ta đi tái sanh ở trong khổ cảnh. Ở trong khổ cảnh có nghĩa là chúng ta sanh làm cái người gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta sanh vô ở trong địa ngục nè, sanh ở loài ngã quỷ nè, sanh ở loài bàn sanh nè, sanh ở loài Atula. Đó, mà Atula khổ như quý vị. Atula địa ngục á, chúng ta cũng có những cái chúng sanh mà Atula đó, mà Atula thiên quý vị. Đó, rồi Atula chú, Atula thiên đó, Atula. Còn này là Atula khổ nha.
Atula mà thuộc về mà thần quỷ đó nè, Atula đó đó. Rồi cái này nhà chư thiên, Atula thiên không không có tính cái việc nó. Rồi vậy thì cái này là chúng ta thấy rằng là 11 cái bất thiện này, 11 cái tâm bất thiện này đó, thì nó sẽ cho chúng ta cái quả là chúng ta tục sanh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện đó, nó sẽ cho chúng ta xuống địa ngục, hoặc là ngã quỷ, hoặc là lòi banh, hoặc là lòi Atula. Cái này dễ nhớ rồi ha. Cái này dễ nhớ rồi thì quý vị khỏi, chúng tôi khỏi phân tích nữa. Rồi bây giờ á, bây giờ đến ở trong cái nhóm mà phúc hành, cái nhóm phúc hành nó cũng rắc rối lắm nha. Cái nhóm phúc hành nó rắc rối lắm quý vị. Phúc hành á, thì chúng ta có tám tâm đại thiện, tám tâm đại thiện, rồi năm tâm thiện sắc giới, năm tâm thiện sắc giới đúng không? Thì vậy thì bây giờ chúng ta lấy từ từ. Một tâm đại thiện á, một tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, nó cho bao nhiêu quả quý vị có nhớ không? Nó cho mình bao nhiêu quả quý vị có nhớ? Nếu mà ở thời Bình Nhật, nó cho mình bao nhiêu quả quý vị nhớ không? Đó, 16 quả, đúng rồi, cho mình 16 quả. Vậy là cũng được, lớp này cũng giỏi. Lớp này cũng giỏi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ lấy theo cái người trước đi. Nãy chúng ta mới tìm hiểu về cái người người khổ rồi. Rồi, vậy thì bây giờ ở trong cái phần phúc hành á, là chúng ta có 13 cái tâm, 13 cái tâm thiện. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra bốn cái tâm mà bốn tâm mà đại thiện mà ly trí đó, bốn tâm đại thiện ly trí, bốn tâm đại thiện ly trí đó. Và ở trong bốn tâm đại thiện mà ly trí đó, nếu mà nó duyên cho thức đó quý vị, bốn tâm đại thiện ly trí mà nó duyên cho thức, thì bốn tâm đại thiện này á, mà nếu mà không đủ tam tư, không đủ tam tư nha quý vị, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là thí dụ như quý vị làm phước, quý vị làm thiện, quý vị làm từ thiện, làm cái gì đó mà cũng như là nghe thấy người ta làm cái mình cũng bắt chước, thấy người ta làm cái mình nghĩ thôi mình không làm, rồi người ta cũng chê cười mình, hay là mình cũng giàu có gì mà mình không làm nữa, nó cũng hơi kỳ, cũng hơi kỳ đó. Thành ra lúc đó đó là quý vị thấy rằng là mình làm nhưng mà bằng cái tâm đại thiện ly trí, bằng tâm đại thiện ly trí mà nó không đủ tam tư nữa, không đủ tam tư nữa thì sao quý vị? Thì nó sẽ cho ra, nó sẽ cho ra cái tâm quả, tâm quả mà thuộc về quan sát thọ xả quả thiện. Đó, nó rất là nguy hiểm quý vị. Bốn đại thiện ly trí mà thiếu ba tư, thiếu tư tư hiện tư hậu đó, thì nó sẽ cho tâm quả quan sát thọ xả quả thiện đó. Vậy thì sẽ sanh làm người gì quý vị? Sẽ sanh làm cái người lạc vô nhân. Đó, nó sẽ sanh làm cái người lạc vô nhân. Đó, nó sanh làm cái người lạc vô nhân. Thì cái người lạc vô nhân ở đây đó là chúng ta, thật ra đó thì cái người lạc vô nhân nó rất là nhiều, nó rất là nhiều cái nó rất rất là nhiều cái loại người lạc vô nhân quý vị. Cái người lạc vô nhân á, thì mình gọi chung á, là cái người đó là sẽ tục sanh bằng cái tâm
tâm quả thọ, thọ xả người vô nhân đó. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn nói là cái người lạc vô nhân nó có nhiều nó có nhiều cái hạng người mà được gọi là cái người lạc vô nhân. Dạ dạ công nhận học viết tắt tây ớt tây ớt là gì ta, người lạc vô nhân thọ xã à, tục sanh à, xin lỗi quyền chúng tôi cũng hơi lu bu đó. Rồi vậy thì cái người lạc vô nhân này đó là những cái hạng người nào quý vị? À, những cái hạng người nào? Chúng tôi nhớ hồi lúc trước chúng tôi học 11 à, có 11 cái hạng người mà gọi là cái người lạc vô nhân. Đó, người lạc vô nhân. Cái người mù bẩm sinh á cũng là cái người mà lạc nhân nha quý vị. Đó, nhưng mà ở đây thì chúng ta nhớ là chúng ta nhớ cái là cái chỗ mà bốn tâm đại thiện mà ly trí mà thiếu tam tư đó, là thiếu tam tư đó thì nó sẽ cho ra là cái tâm quan sát thọ xả quả thiền đó để sanh làm cái người lạc vô nhân. Mà sanh làm cái người lạc vô nhân, mà cái lực người lạc vô nhân á thì cái người mù bẩm sinh có nghĩa là khi mà sanh ra đó mà không có thần kinh nhãn, à, không có sắc thần kinh nhãn á, thì cũng gọi là cái người mù bẩm sinh đó. Còn nếu mà ở, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng á mà ở trong vi diệu pháp á, phân tích rất là kỹ, à, rất là kỹ. Ví dụ như những người nào mà khi mà người ta vừa ra khỏi bào thai mà lỡ người ta bị cái bác sĩ hay là người hộ lý hay là người gì đó mà làm hư con mắt của người ta đó, thì họ thì cái trong cái trường hợp đó không phải là cái người, không phải là cái người mà gọi là cái người lạc vô nhân. Nó chúng ta phải biết nha, ở trong quy diệu pháp nó phân tích đó, đối với những cái chúng sanh mà ở trong thai đó, à, kể từ cái lúc mà tục sinh á, à, cho đến 11 tuần lễ, à, 11 tuần lễ, rồi sau 11 tuần lễ đó, đó không có cái sắc thần kinh nhãn, à, nó sinh lên thì mới gọi là cái người mù, à, gọi là cái người mà lạc vô nhân. Chứ chúng ta, chứ chúng ta cái điều này á, chúng ta phải hiểu để mà chúng ta biết mà chúng ta tu tập thôi. Chứ nếu mà có những người mà người ta thấy ai bị quá cái người ta nói ơi cái đó là người lạc vô nhân á, đó là cái người lạc vô nhân á, tôi học trong kinh á là có nói đến cái điều đó là không có được, mà là không có được. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì á quý vị biết rằng nó có những cái trường hợp như nào, khi mà cái trong vòng 11 tuần lễ đó đó, ở trong cái đứa bé mà ở trong bào thai á, nó hình thành đầy đủ các giác quan hết. Rồi do một cái nghiệp gì đó, cái lúc mà gần sanh ra, có nghĩa là gần chào đời, à, bị thí dụ như người mẹ người ta sử dụng cái gì đó, cũng như là à, chúng tôi nói xin lỗi quý vị chứ ở trong cái thời nay á, ở Việt Nam á, à, có những cái người phụ nữ, à, nam thanh nữ tú á, họ sử dụng cái ma túy đá rất là nhiều quý vị, à, họ sử dụng ma túy đá rất là nhiều. Có những người phụ nữ á, là coi như là cái lúc mà mang thai, thai lớn rồi mà cũng sử dụng ma túy đá luôn. Thành ra đó, chúng tôi nghĩ rằng là do cái chất đó, đó là nó ảnh hưởng đến thần kinh, đến cơ thể sau đó của người phụ nữ mà người ta mang thai. Thành ra có người người ta sanh ra cái đứa bé đó là nó bị điếc, có người sanh ra cái đứa bé nó bị dị tật, có người sanh ra cái đứa bé đó nó bị mù đó. Thành ra đó là chúng tôi nghĩ rằng là người đó là do họ sử dụng cái, khi mà họ mang thai mà họ vẫn sử dụng những cái ma túy đá đó. À, thành ra có nhiều người mà mình học quy diệu pháp xong rồi cái mình thấy mấy cái trường hợp đó cái mình nói à, chắc lạc vô nhân á, tôi học trong kinh tôi thấy nói vậy đó, thì cái đó không phải. À, có những cái trường hợp là khi mà người ta tục sinh,
trong vòng 11 tuần lễ đó trở đi, nó hình thành đủ các giác quan hết đó. Nhưng mà sau đó do một cái nghiệp gì đó, nó ảnh hưởng chung với cái người mẹ hoặc là cái người cha gì đó, đi đâu là nó đụng vô cạnh bàn hay gì đó là nó hư cái sắc thần kinh đó. Đó, thành ra đó, cái người mà bẩm sinh thì mới gọi là cái người lạc vô nhân đó. Còn đối với những cái chúng sanh mà quá sinh hoặc là thấp sanh đó, thì ngay cái giây phút mà tục sinh á, không có sắc nhãn á, thì mới gọi là cái người mù bẩm sinh đó. Vậy thì người lạc vô nhân trong cái kiếp sống này không có thể nào mà chứng đắc được thiền định hay đạo quả, không có thể nào mà chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Rồi cái thứ hai á, là cái người điếc bẩm sinh. Cái người điếc bẩm sinh thì cũng vậy thôi, cũng không có thần kinh nhĩ, không có thần kinh nhĩ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, chúng ta nên nhớ là phải tính từ hồi lúc ở trong thai nha, tính từ hồi lúc ở trong thai. Mà cái lúc đó làm sao cho chúng ta biết, thành ra chúng ta đừng nên vội vàng, phán đoán hoặc là phán xét nói ai đó là cái người lạc vô nhân, mình đừng nên vội ở cái chỗ đó. Rồi cái hạng thứ ba của người lạc vô nhân á, là có nghĩa là thiếu cái thần kinh tỷ, có nghĩa là cái mũi của người ta sử dụng không được. Mình cũng hiểu, mình cũng giống như là hai cái hạng trên, mù với là không nghe được. Rồi cái hạng thứ tư á, cái hạng người thứ tư là cái người đần độn bẩm sinh. Có nghĩa là cái người đó khi mà sanh ra nó đã ngơ, đã ngẩn ngẩn rồi, nó ngớ ngẩn, nó cũng như là nó có thể là ví dụ như mình kêu, khi mà người ta lớn lên á, mình kêu người ta đếm từ 1 tới 10 nó đếm không được. Ở chùa của chúng tôi á, có một cái chú đó tội nghiệp lắm quý vị. Trời, ông làm chúng tôi nói là làm nó giỏi ơi là giỏi luôn, nó giỏi ơi là giỏi luôn quý vị. Nhưng mà có một cái khổ, một cái là không biết xài tiền, khổ một cái không biết xài tiền. Quý vị biết không, chúng tôi mà cho tiền á, cho tiền ổng á, là coi như là cho mà cái tờ mà giấy mà theo cái thờ này á, mà cho cái tờ giấy 1.000 á, mà mình cho một cốc vậy á, là trời ơi ông mừng. Còn mà mình cho một tờ giấy mà 200.000 á, là coi như là ông buồn, ông nói cũng như là mình trả tiền không có xứng đáng với cái công ổng vậy đó. Đó, rồi quý vị biết không, rồi đem đi cất, đem bỏ vô cái lon Lego, xong rồi bắt đầu rồi giấu xuống ở dưới đất, ở dưới gầm giường đó. Rồi xong rồi người ta mượn á, người ta cho ăn tí xíu gì đó, cho ông lợ đem lại cho ông ăn miếng gì đó, cái xong rồi cái bắt đầu người ta dụ là cho uống lon bia, cái đem tiền ra cho người ta mượn hết đó. Còn hãy mà đi xe đó, người ta nói 15.000, ông nói thôi lấy 20 đi, lấy 15.000 chi đó. Quý vị thấy rằng là coi như là ông bị từ hồi xưa tới giờ không biết xài tiền ấy. Mà thậm chí chúng tôi cũng không dám cho tiền cũng nhiều, người ta coi như là người ta dụ hết quý vị, ông không biết xài gì hết, chúng tôi có gì ăn ngon thì cho ông miếng đó. Đó thì cái người này là cái người đần độn đó, cái người thứ tư. Rồi cái người thứ năm á, là cái người mà câm bẩm sinh, có nghĩa là sanh ra đã câm rồi, đã bị câm rồi quý vị. Đó, có những cái trường hợp chúng ta thấy rằng ngày xưa chúng tôi nghe những người lớn kể lại là cái thờ đó nó bị sốt xuất huyết, bị sốt cái gì đó, thành ra những đứa con nít á, nó sanh ra nó cũng như là nó có sức khỏe tốt mà bình thường. Nhưng mà đến cái mùa dịch đó nó bị sốt ban sốt gì đó rồi, lâu ngày nó trở thành, nó bị chèn cái dây thần kinh nào nó câm luôn. Thì trong cái trường hợp đó không phải là cái người lạc vô nhân đó. Rồi cái thứ sáu là cái người điên bẩm sinh.
Thứ sáu là cái người điên bẩm sinh. Rồi bây giờ tới cái thứ bảy nè. Thứ bảy á, cái người lạc vô nhân á, là ở trong cái trường hợp này, cái hạng người thứ bảy á, là có cái người vô tính. Người vô tính banh đá cá. Người vô tính có nghĩa là người không có bộ phận sinh dục nam hay là không có bộ phận sinh dục nữ. Đó, cái người thứ bảy là cái người người vô tính, banh đá cá. Còn cái người tám á, cái hạng người thứ tám là cái người lưỡng tính, là cái người mà không có bộ phận sinh dục cố định. Đó, rồi ở đây cái người vô tính và cái người lưỡng tính, để cho chúng tôi kể cho quý vị nghe. Thật sự ra mình học ở trong kinh vậy đó. Rồi có khi, cũng như có lần trước nha, chúng tôi đọc ở trên báo, trên đài gì đó, trên báo, trên đài quý vị, thì coi như là có một cái chúng sanh đó đó, có một cái người đó đó, sanh ra có hai bộ phận sinh dục, mà bộ phận sinh dục nữ và bộ phận sinh dục nam luôn. Rồi lúc đó ở gia đình á, cùng với bác sĩ á, cân đo suy nghĩ đồ này kia, không biết là cắt bỏ cái bộ phận nào, cắt bỏ cái bộ phận nào. Nhưng mà tại vì những cái đó nó thì mấy bài chúng tôi nghĩ mệt tí xíu. Dạ, thì trở lại cái vấn đề á, chúng tôi nói là tại vì những cái người đó đó, người ta không có học ở trong Phật học, hoặc là người ta không có, cũng như là người ta không có thân cận với mình, thành ra mình không có bàn với người ta được. Chứ quý vị biết rằng á, cái người mà lưỡng tính á, Uphato Bhajanchana đó, Uphato Bhajanchana là gọi là cái người mà lưỡng tính. Uphato Bhajanchana. Lúc trước chúng tôi nhớ học cái này nè, rồi không có dám nói tới cái người đó, nói tới cái người lưỡng tính, thành ra dùng cái chữ Pali, Uphato Bhajanchana, Bhajanchana đó. Rồi mấy cái chú tiểu chú hùa, ổng cũng bị đặt cái câu Pali nào ổng nhớ, mà cái câu này ổng nhớ cái câu mà cái chữ mà Uphato Bhajanchana đó là coi như là ổng nhớ để chi quý vị không, nhớ để chọc người ta. Hãy mà hãy quý vị biết không, những cái chú tiểu á, mà cái vị thầy của mình á, dùng cái gì á, dùng cái chữ gì á, là mấy chú tiểu ưa bắt chước. Cũng như là có cái nhóm đó là chuyên môn là coi như là tối ngày là cứ coi thiên văn đồ này kia đó, coi thiên văn, coi tướng, coi sao đồ này kia đó. Mà hãy mà lỡ mà học á, cái vị mà dạy học á, cái vị đó nói mấy cha đi thí tới, là quý vị biết là lâu ngày cái mấy chú tiểu cũng gặp người ta lợi cái mấy cha đi thí tới. Cái vị biết có bữa người ta mắc cỡ, người ta mới lên người ta bán vốn, người ta mắc cỡ người ta mới bán vốn quý vị. Thì thành ra chúng tôi nhắc tới mấy cái danh từ này, chúng tôi nhớ tới cái thời trước mà học đó. Rồi cái người lưỡng tính á, là cái người mà không có cái bộ phận sinh dục cố định, là ở trong chú giải á, giải thích làm sao quý vị biết không? Khi mà nam tính của người này mạnh á, thì cái bộ phận sinh dục nam nó sẽ xuất hiện. Đó quý vị, nè, có nghĩa là cái người mà người ta lưỡng tính ha, khi mà cái nam tính người ta mạnh là có nghĩa là thế nào? Thí dụ như người ta nhìn thấy người nữ, người ta thích người nữ, thì bộ phận sinh dục của nam nó sẽ sanh lên. Mà hãy mà cái người đó mà người ta nhìn cái người nam mà người ta cảm thấy người ta thích cái người nam đó, thì tự nhiên bộ phận sinh dục nữ nó sẽ hiển lộ lên. Có nghĩa là nó sẽ hiển lộ ra. Đó thì ở trong cái hạng người, những cái hạng người này á, là quý vị thấy rằng á, có khi họ cũng là cái người nam bình thường, mà có khi họ cũng là cái người nữ bình thường. Nhưng mà khi mà họ thích cái đối tượng nào đó, thì cái
cái bộ phận sinh dục của khác phái nó sẽ hiển lộ lên đó. Thành ra quý vị biết hồi lúc trước chúng tôi đọc báo, chúng tôi thấy rằng báo đăng cái người đó hai cái bộ phận sinh dục, rồi gia đình của cái đứa trẻ đó đó mà mới suy nghĩ với bác sĩ, mới tính với bác sĩ là coi là cắt cái bộ phận nào. Thì nếu mà cái người đó mà cái người mà biết về Phật pháp, biết về chùa đồ này kia đó, thì nếu mà gặp thì chắc chúng tôi nghĩ là thôi khỏi cắt. Người này còn nặng hơn BD nữa, nó còn nặng hơn BD nữa quý vị nhớ. Thành ra kỳ đó chúng tôi gặp cái trường hợp đó đó. Nếu mà chúng tôi nghĩ cái người này mà người ta có học ở trong Phật pháp đó, có học ở trong Phật pháp đó, thì người ta sẽ biết là người ta không có cần cắt một cái bộ phận nào hết, để sau một cái thời gian nó sẽ một cái thì tự nhiên nó sẽ lặn, một cái nó sẽ hiển lộ thôi. Nhưng mà chỉ có một cái điều là khi nào mà nó thích cái đối tượng nào thì cái đối tượng khác nó sẽ sanh lên đó. Thành ra đó, chúng ta thật sự ra đó thì chúng ta học về những cái điều này để chi quý vị, để cho chúng ta biết rằng là do có lúc mà chúng ta làm thiện hoặc là mà ly trí mà đã vậy mà không đủ tâm tư nữa đó, thành ra nó rất là nguy hiểm. Rồi cái hạng người thứ 9 là cái hạng người trung tính, cái người mà trung tính giống như là cái người giống như là cái người 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 thế giới thứ ba đi. Cái này có quay lên mạng mà nó BD một hồi nó vô nó đánh sập luôn đó nha. Đừng có giỡn. Rồi cái hạng người thứ 10 là cái hạng người mà cà lâm, cái cà lâm mà bẩm sinh á, cà lâm bẩm sinh với nhau quý vị, cà lâm mà bẩm sinh cũng là cái hạng người mà người lạc vô nhân. Rồi còn cái hạng người thứ 11 là cái người mà phi hảo lạc Atula, là có nghĩa là những cái chúng sanh Atula mà sống theo núi non, sống theo ở rừng rậm, ở sông rạch, những cái người mà có cái thân hình nó quái dị, thì đời sống của những cái chúng sanh Atula này đó cũng giống như là chúng sanh ngã quỷ, cũng giống như là chúng sanh ngã quỷ. Thành ra đó quý vị biết không, khi mà mình có học những cái người mà lạc vô nhân này mình biết. Thành ra quý vị có lần những cái vị thiền sư mà đi đến chùa chúng tôi rồi thấy chùa của chúng tôi có một cái dòng sông, có một cái con rạch nó chạy ôm theo cái nhà bếp, cái chỗ nấu ăn. Thành ra các vị thiền sư mới chỉ cho tôi, mới nói khi mà sư có tạo phước gì đó, sư nhớ hồi hướng cho những chúng sanh ở xung quanh ngay chỗ con rạch đó có nhiều cái loại bê tá, có nhiều cái loại Atula nó men theo cái dòng đó để mà nó kiếm ăn. Nó cứ nghĩ những cái đó là cái thức ăn của nó. Thành ra sư phải nhớ hồi hướng. Thì quý vị biết không, khi mà mình có học về các hạng người, các cõi vân vân, thì những cái vị đó nói đó thì mình còn nhớ lại, mình nhớ lại thì mình có cái sự quan hỷ. Còn có những người người ta không có biết cái chỗ này, ta nói thiền sư sao mà còn có cái nghĩ về ba cái chuyện mà chúng sanh Atula ma quỷ đó. Chứ thật sự ra đó, ở trong cái diệu pháp này có dạy kỹ hết, có dạy kỹ hết. Rồi có những người ta nói chết rồi, vậy hồi đó giờ con làm phước thiện, ví dụ như con nghe ai kêu gọi ở trong room con cũng đóng góp theo, có nhiều lúc rồi con cũng đang buồn ngủ rồi con cũng đóng đại theo 50 đồng 70 đồng gì đó, rồi giờ vậy nó thiện mà nó ly trí
nó ly thiện mà nó ly trí, mà nó không đủ tam tư nữa hả sư, rồi nó cho con sanh làm người lạc du nhân sao? Không có quý vị, không có quý vị. Khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu rồi, thì những cái phước này nè, nó sẽ ủng hộ, nó sẽ ủng hộ những cái phước khác. Đó, chúng ta nhớ nha, những cái tâm, những cái phước thiện này nè, nó sẽ ủng hộ những cái phước khác. Cũng như chúng tôi ngày xưa, chúng tôi không biết Phật pháp, hãy mà chúng tôi thấy cái gì, thấy cái gì mà mình làm được, mình vô chùa mình thấy cái gì mình công quả được là mình công quả. Mà thậm chí quý vị biết không, người ta kêu mình học, mình nói không, tôi không học đâu, tôi nấu cơm giùm, hay là tôi xách nước giùm, tôi ở mấy người phái phái ngồi trên chánh điện, mấy người học thì mấy người học đi, tôi chỉ xách nước rồi thôi. Đó, mà mình nói với một cái tâm cũng như là giống như là mình coi thường đáng, cứ tối ngày ngồi đó mà liêm diêm hoài, xách nước cũng lo, xách nước rửa chén cũng lo, rửa chén rồi đó. Đó, thì cũng có những cái lúc mà chúng tôi chưa hiểu đạo, mình cũng có những cái tâm thiện, mà tâm thiện ly trí quý vị. Đó, nhưng mà cái lúc này á, mình hiểu được Phật pháp rồi, nếu mà mình hiểu được rồi á, thì lúc đó cái tâm mình á, mình làm cái, những cái điều thiện á, thì nó sẽ sanh khởi những cái tâm thiện mà hợp trí. Rồi những cái tâm, những cái nào á, mà chúng ta nhớ nó rõ, có nghĩa là những cái nào mà nó mạnh hơn thì nó sẽ trổ quả. Đó, cũng như hồi trước giờ nè, quý vị thấy rằng á, là quý vị cũng có sanh khởi 8 tâm tham nè, 2 tâm sân nè, rồi 2 tâm si, quý vị cũng có sanh khởi. Rồi quý vị cũng có, quý vị cũng sanh khởi 8 tâm đại thiện, hợp trí cũng có, ly trí cũng có, vô trợ cũng có, hữu trợ cũng có. Đó, vậy thì sao quý vị? Không lẽ là nó cho mình sanh làm cái hạng người mà người lạc vô nhân? Không có. Khi mà chúng ta hiểu rồi á, là tự nhiên là cái điều nào mình ấn tượng với chúng ta nhất, cái điều nào mình ấn tượng với chúng ta nhất. Đó, thật sự ra chúng tôi nói không phải chúng tôi phe với quý vị. Đó, có lần chúng tôi tự tay chúng tôi cúng dường được một buổi cơm đó cho 60 vị sư. 60 vị sư, thành ra nếu mà nhắc đến là chúng tôi nhớ hoài. Nhắc đến là chúng tôi nhớ hoài. Đó, chúng tôi nghĩ rằng là thật sự ra nhiều khi mình có cái khả năng đồ này kia, mình có cái khả năng, ví dụ như mình mua 100 hộp cơm cho 100 người ăn, mình có cái khả năng đó. Nhưng mà đối với một cái vị sư, đối với 60, 100 vị sư thì mình kiếm đâu có, kiếm đâu gặp quý vị, kiếm đâu gặp mà bây giờ mà mình thỉnh các vị về đó thì có. Nhưng mà tiền xe rồi công việc của người ta phải nể mặt lắm ta mới đi đủ chứ, vân vân. Đó, thành ra mình thấy rằng nó cũng có nhiều cái khó khăn. Nếu mà nói về cái nhân viên á, nó cũng phải hội đủ nhân viên mình mới làm được như vậy. Thành ra khi đó chúng tôi quan hỷ. Mà hãy bây giờ mà thì thật sự ra trong từ hồi đó đến giờ, tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, rồi 8 tâm đại thiện, nó cũng sanh lên. Nhưng mà bây giờ mà hỏi mình nhớ, mình ấn tượng nhất là cái phước nào? Đó, thí dụ như cái phước mình cúng dường lễ dân y cả thiên á, cái phước mình cúng dường đến chư tăng. Đó, thì mình nhớ những cái phước đó thì ít nhiều nó cũng bằng cái tâm đại thiện, thọ hỷ hợp trí, nó hỗ trợ, nó không được vô trợ thì nó cũng được hỗ trợ. Đó, thành ra đó chúng tôi nhắc cái chỗ này là 4 tâm đại thiện ly trí mà thiếu tâm tư, nó sẽ cho mình cái quả là quan sát quả thiện, quan sát quả thiện đó, nó cho chúng ta cái tâm đó nó để đi tục sinh. Mà hãy mà cái tâm đó nó đi tục sinh đó, thì coi như là nó sẽ làm cái người lạc vô nhân. Mà chúng ta học để chúng ta biết, để lần sau chúng ta có cái tác ý mạnh. Chứ có những người ta nói vậy thì mai mốt ai dám làm phước nữa, ai dám làm thiện nữa. Đó, không phải, cái điều đó là sai nha quý vị. Rồi,
đến những cái à, đến những cái tâm mà những cái tâm thiện mà nó hợp trí, à, nó cũng ly trí quý vị, à, nó cũng ly trí, à, ly trí nhưng mà đủ tam tư, à, quý vị có tâm đại thiện mà nó ly trí mà nó đủ tam tư, à, nó đủ tam tư quý vị, nó đủ tam tư nha, ly trí. À, bây giờ đến à, hành mà duyên cho thức á, à, là ở trong cái trường hợp này là bốn tâm đại thiện ly trí đủ tam tư, đại thiện ly trí đủ tam tư thì nó sẽ cho mình, à, nó sẽ cho mình cái gì vậy? Nếu mà nói về cái thức tục sinh á thì bốn quả ly trí đó, bốn quả ly trí này á là mình sanh làm cái người nhị nhân, đúng rồi, sanh làm cái người nhị nhân đó. Cái này là chúng ta bây giờ nguyên cái nhóm của chúng ta trong đây thì cũng không biết ai là nhị nhân ai là tam nhân hết đó, nhưng mà chúng ta học để chúng ta biết khi mà chúng ta tạo phước hoặc là chúng ta làm một cái việc gì đó nó phải bằng một cái tâm đại thiện mà hợp trí đó, nó cho chúng ta bốn cái quả ly trí đó, là chúng ta tục sanh làm cái người nhị nhân. Nhị nhân này á là chúng ta có nhân vô tham và vô sân đó, do coi theo cái lúc mà tục sanh á, thành ra mình định danh làm cái người nhị nhân. Chứ cái người này cũng còn ngon nha quý vị. À, có thể mình là cái người nhị nhân thiệt, nhưng mà đời nay mình học ở trong kinh điển, mình học ở trong vi diệu pháp, rồi mình biết làm phước, rồi mình biết tu thiền, biết tu tập này kia bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm đại thiện, bằng cái tâm đại thiện mà hợp trí, tâm đại thiện mà hợp trí đó, thì đời sau nó sẽ cho chúng ta có thể sanh cõi trời, hoặc là chúng ta sanh là người tam nhân. Người nhị nhân có học hành pháp, hành pháp DDB là gì? Người nhị nhân chúng ta đang ở trong cái nhóm của chúng ta nè, chúng tôi đang giảng, nhiều khi chúng tôi cũng là người nhị nhân, quý vị đang nghe cũng có khi quý vị là người nhị nhân đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe giảng bằng một cái tâm đại thiện mà hợp trí, chúng ta tạo cái phước gì đó bằng cái tâm đại thiện hợp trí đó, nó để chi, để đời sau có thể chúng ta sanh làm người tam nhân, hoặc là sanh cõi trời đó, lâu lâu đi cõi trời, lên cõi trời và Đức Phật, đúng rồi. Mình người nhị nhân vẫn nghe pháp, vẫn tạo phước, vẫn học pháp, hành pháp được, nhưng mà ngay trong hiện tại này, ngay trong cái kiếp này mình không đắc được thiền định đạo quả, không có đắc được thiền định đạo quả đó. Nhưng mà chúng ta phải tu thôi, chứ đừng nói là thôi tôi người tam nhân rồi tôi không tu thiền đâu, dạ xin lỗi, tôi người nhị nhân rồi tôi không tu thiền đâu, không được đó, đó không được đó. Thành ra đó quý vị phải biết cái chỗ này đó. Rồi còn đối với mà bốn cái tâm thiện đó mà nó hợp trí, mà nó bây giờ mình gom chung lại đi, thời gian không còn nhiều, phải gom chung lại và gom chung lại thôi đó. Bốn cái tâm đại thiện đó, mà hợp trí đó, mà đủ tam tư đó, là sẽ cho chúng ta bốn cái quả, bốn cái đại quả, bốn tâm đại quả mà hợp trí đó, thì mình sanh làm, có thể là mình sanh làm chư thiên, có thể mình sanh làm người, người tam nhân, chư thiên cũng là chư thiên tam nhân nữa đó. Rồi đến năm cái tâm mà thiện sắc giới,
Ngài năm tâm thiện sắc giới thì cho chúng ta Ngài sanh vào vào cõi sắc giới. Nhà đó năm cái tâm thiện, năm tâm thiện sắc giới thì cho chúng ta sanh vào cõi cõi sắc giới. Rồi còn bốn cái là bốn cái vô sắc, là bốn cái hành á, bất động hành á, là mà nó duyên cho thức là nó sẽ làm gì quý vị? Nó sẽ duyên cho thức thì nó cho bốn quả tái sanh ở cõi vô sắc, cõi vô sắc. Rồi cái đó nó là chúng ta học về cái hành mà nó duyên cho thức đi tục sanh. Rồi vậy thì còn cái hành mà nó duyên cho thức ở trong thời bình nhật, thức ở trong thời bình nhật á, là chúng ta lấy hết 32 quả, 32 quả thức. Thì thí dụ như đó, đối với cái phi phúc hành á, là 12 cái tâm bất thiện á, thì chúng ta cũng lấy hết luôn. Hồi nãy á, mà nó làm cho duyên cho tục sanh á, thì chúng ta bỏ ra cái si phóng vật. Mà hãy mà nói về mà nó làm duyên cho cái thức mà thời bình nhật thì chúng ta lấy hết luôn. Chúng ta lấy hết luôn. Vậy thì chúng ta học về cái này á, là nó có xảy ra ở trong đời sống mình không? Có quý vị. Ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thí dụ như chúng ta thấy 12 phi phúc hành đó, là 12 tâm bất thiện đó, mà nó làm duyên cho cái thức bình nhật đó, là cái lúc nào quý vị? Bảy cái tâm quả bất thiện nó sanh lên, bảy tâm quả bất thiện nó sanh lên, nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện đó. Vì nãy giờ chúng tôi nghe máy bay nó bay bực mình lắm, nghe máy bay nó bay bực mình ơi là bực mình luôn đó, nhưng mà đâu làm gì được nó đó. Rồi đó, bây giờ đang dạy mấy cái con bùa hung con gì nè, mấy cái con gì mà nó nhỏ nhỏ nè, nó cứ bay vô mắt, nó bay vô mắt biết quý vị đó. Thành ra đó, đối với 12 phi phúc hành mà con bù mắt đó, 12 phi phúc hành ở trong quá khứ, 12 phi phúc hành ở trong quá khứ mình đã tạo, bây giờ nó làm cho mình, nó tạo ra đó, nó tạo ra ba cái nhãn thức, nhĩ thức, tiếp thu quan sát rồi quả bất thiện đó, nó khởi ra ở trong hàng ngày của mình, nó khởi ra trong hàng ngày của mình quý vị. Rồi bây giờ đó, mình phát triển mà tâm tham, tâm sân gì đó thì đời sau nó cho nữa, nó cho nữa. Rồi có khi mình có tâm thiện thì nó cho nữa đó. Rồi kế tiếp á, ở trong cái 12 phi phúc hành này đó, quý vị thấy rằng cõi trời có không? Cõi trời có không? Có nha quý vị. Ngay cả cái cõi sắc giới cũng có luôn nha. Ngay cả cái cõi sắc giới có. Cái cõi sắc giới đó, chúng ta nhớ rằng là chư thiên ở cõi sắc giới là còn nhãn với nhĩ, chỉ còn nhãn với nhĩ thôi đó. Nhưng mà những cái lúc mà các cái vị chư thiên đó đó, dùng thần thông của mình, dùng thiên nhãn thông của mình coi những cái loại mà sắc, thí dụ như những cái chúng sanh có thân hình thô hay tế, thân hình này thân hình kia rồi đó, đó thì cũng có những cái chúng sanh trời ơi nó da nó bọc xương, hoặc là cái bụng nó bự như cái cống đồng, cái cổ nó nhỏ như cái kim đó. Những cái chúng sanh ngã quỷ chư thiên có thiên nhãn thông, thấy không? Thấy những chúng sanh đó không? Thấy. Làm sao mà không thấy? Những chư thiên mà có thiên nhãn thông đó, đó thành ra đó, đó 12 phi phúc hành này nó cho quả, nó cho quả đến ở trên cõi trời vô sắc luôn đó, đó. Thành ra đó nó dẫn sanh khởi nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, rồi tiếp thâu quả bất thiện, quan sát quả bất thiện ở trên những cái cõi trời sắc giới đó. Đó thành ra chúng ta thấy rằng là đối với 32 cái quả thức bình nhật này là coi như là nó lộn xộn hết coi như là chúng ta coi như là nếu mà nói về cái cõi người của chúng ta đó
thì chúng ta có chúng ta có một trong tám tâm đại quả, một trong tám tâm đại quả, rồi mười lăm tâm quả trong thời bình nhật, chúng ta có hết, chúng ta có sanh khởi lộn xộn hết. Đó chỉ có nhờ chúng ta học được cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, nhờ chúng ta học được cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, thành ra chúng ta mới biết được cái điều này, chúng ta mới biết, chúng ta mò từ từ chúng ta mới biết được. Thành ra chúng tôi mong rằng là quý vị phải hoan hỷ ở trong cái sự học này. Chỉ có cái môn quy diệu pháp này mới phân tích cho chúng ta thấy, mới phân tích cho chúng ta thấy 12 tâm bất thiện như thế nào, tham như thế nào gọi là tham, sân như thế nào gọi là sân đó. Rồi khi mà khi nó cho quả là như thế nào, nó cho quả ở trong thời bình nhật, mà nó cho mình thấy những cái cảnh xấu, nghe những cái âm thanh không có vừa lòng, vân vân. Rồi khi mà chúng ta sắp sửa lâm chung cận tử nghiệp chúng ta đến đó, thì chúng ta nhớ tới những cái điều bất thiện, nó sẽ tâm bất thiện nó sanh lên, nó cho quả bất thiện. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện cho chúng ta đi khổ thú, khổ thú là như thế nào đó. Rồi chúng ta tạo phước mà chúng ta thấy bà kia làm rồi mình nghĩ mình cũng giàu giống bả, mà mình không có làm giống bả, mình thấy cũng hơi kỳ kỳ, thành ra thôi cũng làm đại thì không được, không được đó. Chúng tôi cũng như chúng tôi đối với những người mà người ta không có tiền, chúng tôi cũng chỉ cho họ. Bây giờ họ nhìn thấy khoai lang là ngon không, thì khoai lang bây giờ khoai lang mà người ta luộc lên nóng hổi ngon không, bắp người ta luộc lên nóng hổi ngon không đó. Thế mà mấy chị, mấy cô, mấy anh, mấy chú mà thấy cảm thấy cái đó là ngon của mình, mà nó vừa với cái túi tiền của mình, với cái giá tiền của mình, thì mình mua mình cũng dường, mình mua mình cũng dường đó. Thành ra như vậy đó, là mình có nghĩa là mình có cái sự mà mình chú ý, mình có cái sự chủ tâm, vân vân đó. Thành ra đó, đối với ở trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta cũng có cái sự khéo tác ý được, chúng ta khéo tác ý để mà chúng ta tạo phước được. Còn ở trong, ví dụ như giờ nói học ở trong cái lớp quy diệu pháp không hiểu, không hiểu thì đúng rồi, lần đầu học sao hiểu. Đối với chúng tôi, quý vị biết hả, chúng tôi học mà bây giờ á, thậm chí mà bây giờ á, nhiều cái cuốn sách của chúng tôi á, lật tới lật lui nhìn nó rách luôn rồi, giờ không biết sao đó, không biết làm sao đó. Đó, chúng tôi đâu có nhét nhiều hết nổi ở trong đầu của mình, quý vị đó. Thành ra đó, lúc mà quý vị học ở trong cái lúc đầu nó cũng khó, khó hiểu, khó nhớ, nhưng mà học từ từ nó sẽ hiểu, sẽ nhớ. Rồi, vậy thì ngày hôm nay đó, học về hành viên cho thức. Chúng ta nhớ là có phi phúc hành, chi pháp nó là như thế nào, nó duyên cho cái thức nào. Rồi phúc hành, chi pháp là cái những cái tâm nào, nó duyên cho thức. Đó, rồi bất động hành nó cũng làm duyên cho thức. Vậy thì bài học ngày hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thành cái phần mà hành duyên cho thức rồi. Chúng tôi xin gỡ mic lại cho đạo tràng. Dạ. Sa thú. Dạ thưa sư phụ, cái câu cuối cùng mà ngài dạy đó là cái chỗ mà cõi trời nó cũng có 12 phi phúc hành, thì có phải là hồi nãy con ghi xuống là nó cho quả ở cõi sắc giới và nó cho quả ở cõi vô sắc giới luôn phải không sư phụ? Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ, cái đối với 12 tâm bất thiện á, 12 tâm bất thiện á, mà khi mà chúng ta tính theo cái quả mà quả bình nhật á, là có nghĩa là ở trên cõi trời nó cũng sanh khởi luôn, ở trên cõi trời nó cũng sanh khởi luôn. Nhưng mà đối với cõi vô sắc thì không có, cõi vô sắc nó vô sắc, mà nó vô sắc mà mình đâu có thấy cái cảnh xấu ở trên đó. Đó, thành ra ở đây thì chúng tôi mới nói rằng là
12 tâm bất thiện mà nó cho cái quả, mà cái quả bình nhật á, là nó cho tới cõi trời sắc giới luôn. Là thí dụ như những cái vị chư thiên, là những cái vị chư thiên ở trên cái cõi phạm thiên đó, các cái vị đó là với thiên nhãn là thần tịnh, vị đó thấy được là những cái sắc thô, sắc tế, sắc trong, sắc ngoài này kia đó, thì các cái vị này thấy những cái chúng sanh, ví dụ như ngã quỷ, cái bụng nó bự như cái trống, cái cổ nó nhỏ như cái kim đó, thì coi như là lúc đó là tâm quan sát, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Rồi, hoặc là họ nghe được những cái âm thanh của những cái ngã quỷ rên la đồ này kia, thì nhĩ thức thọ xả quả bất thiện nó sanh lên, thì cùng lúc đó là cũng tiếp thâu quả bất thiện, quan sát quả bất thiện rồi nó sanh lên. Đó, thành ra chúng ta nhớ rằng là đối với 12 tâm bất thiện này, nó cho quả cũng khủng khiếp. Cõi khổ, cõi người, cõi trời, nó cho tới luôn. Cái quả thiện cũng vậy. Quả thiện thì mình khỏi kể rồi, mình chỉ kể quả khổ thôi. Đó. Rồi. Sa thú. Kính thưa sư phụ Pháp Tính, kính thưa chư tăng, kính thưa đạo tràng, con xin sư phụ Pháp Tính có thể hồi hướng cái công đức mà chúng con học kinh công và công đức giảng pháp của ngài hôm nay cho con của chị Nguyên Trang. Ngày mai là bé sẽ vô bệnh viện để mổ tim, thành ra con kính xin đạo tràng có thể cùng hồi hướng tất cả cái công đức này về cho bé Kelly, con của Nguyên Trang, và con xin dâng mít lại cho sư Pháp Tính ạ. Dạ, Nguyên Trang có thể, chị có thể đánh lên cái tên của bé để cho sư có thể đọc hồi hướng không chị Nguyên Trang? Dạ, như xin chân mít lại cho sư ạ. Sa thú lần thay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khà Giá. Dạ, Phật tử Nguyên Trang gỡ tên của bé lên ha. Dạ, mổ tim. Dạ. Hôm nay quý vị học cái bài này, quý vị cảm thấy vui không? Thật ra đó, thì những cái bài này đó, khi mà giảng cho quý vị mà có học vi diệu pháp đó, thì chúng tôi cảm thấy nó dễ phân tích lắm quý vị. Những cái bài này khi mà mình đi giảng ở ngoài nó rất là khó, đi giảng ở ngoài rất là khó. Thành ra nó khi mà giảng ở trên đây đối với các vị chúng tôi rất là vui. Đúng rồi, thành ra nếu mình đối với ở những cái hội chúng khác đó, mà mình nói về mà thức tục sinh hay là thức bình nhật đồ, hoặc là tâm quả vô nhân này kia đó, quý vị biết trời ơi, một chút nữa đó, một chút nữa là quý vị biết là không còn một người nào không còn một người nào hết, nó mới khổ như vậy đó. Người ta coi như là người ta ngủ hết trơn luôn. Nhưng mà quý vị biết không, có nhiều lúc đó, chúng tôi cũng lì lắm. Có những chỗ chúng tôi cũng đem cái pháp ngũ uẩn ra để mà giảng luôn đó. Đem cái pháp ngũ uẩn ra để giảng luôn, nhưng mà sau khi mà người ta nghe rồi, người ta hỏi ta hiểu không, ta hiểu hỏi ta nghe nữa không, ta nói nghe nữa rồi, giảng nữa thôi, mình đâu có sợ.
Dạ, sa thú lành thai là trên ly dung. Tất cả những cái phước báo nào mà chúng tôi đã tạo được hoặc là trong lớp học mà Nguyên Như Kỳ Vi đã tạo được, xin thành tâm hồi hướng các phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời giới thích của chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ chúng tôi, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi nhà quý vị, các vị chư thiên trên toàn thế giới này, luôn cả các vị long vương càn thác bà ngã quỷ Atula, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh phúc mặt phúc mài, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, xin hồi hướng phước này đến các vị, mong các vị được an lạc lâu dài. Đồng thời xin các vị hãy hộ trì cho bé Chen Ni Dung, ngày mai đi mổ mà sẽ được bình an. Bé Chen Ni Dung là con của cô Phật tử Nguyên Trang, sẽ có được mổ thành công như ý nguyện. Xin các vị chư thiên hãy quan hỷ hộ trì cho bé Chen Ni Dung. Xin các vị chư thiên hãy hộ trì cho bé Chen Ni Dung. Xin các vị chư thiên hãy hộ trì cho bé Chen Ni Dung được mổ thành công và sớm phục hồi sức khỏe trong thời gian gần nhất. Xin các vị chư thiên hãy hộ trì cho. Bây giờ chúng tôi xin tụng một cái bài kinh chúc phúc ngắn như vậy. Ít chi tăng bát chi tăng tum mang khi ba mê qua sam ít cha tu sa pe bồ ren tu sang cam ba chan đô ban na ra so ya tha ma ni cho ti ra so ya tha và hoàn tu sa ba mang ga lang ra can tu sam ba đề qua ta sam ba bu tha nu pha we na sa na so ti và hoàn tu te và qua tu sa ba mang ga lang ra can tu sam ba đề qua ta Samba thamma nupa we na sara sotte pha wan tu te pha watu sabba mangalang rakan tu sabba de wata Samba sangha nupa we na sara sotte pha wan tu te Nguyện phước lành sung mãn hồi hướng đến các chư thiên, xin tất cả nguyện lành được kịp thời viên đắc, xin ý thiền tâm thành thường trong sáng chiếu diệu như trăng tỏ ngày rằm, như ma ni ngọc bao cầu quy đức Phật bảo, cầu quy đức Pháp bảo, cầu quy đức Tăng bảo, cầu chư thiên gia hộ, tất cả đều phúc lành luôn tu thành như nguyện. Sa thú sa thú sa thú lành thai nhà xin bây giờ xin gỡ mic lại cho đạo tràng nha. Xà thú xà thú xà thú. Dạ, cô Nguyên Như xin chia tất cả những phước báo học pháp, hành pháp của cô Nguyên Như và phước báo cúng dường Tam Bảo cũng như phước báo quyên góp tiền cho thiền viện Mahasi sắp tới với các cô chú trong nhóm. Thành tâm cầu chúc cho con được bình an nha. Tất cả nhóm Nguyên Như Kỳ Viên, tất cả lớp nhà học Nguyên Như Kỳ Viên ai cũng lo cho con hết. Thành ra con ráng không có... không có được bị gì ha, ráng ok nha. Và bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đầu tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Yang kinh chi ku sa la kam mang kan tam bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha
Manasa tidase sugatan katang ye santa sannino anti ye cha santa sannino katang punya phalang mây hăng sambe pha ghi pha quan tu te ye tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng puôn nhà pha lăng ma ya ye cha tăng thana cha nan ti đề hoa gan toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi ye sam ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đăng quá tám nề buồn nhằn à sáu quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, Nguyên Như xin kính mời quý vị trở lại Rumu Như Viên vào ngày thứ mai. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những bài học về vi diệu pháp của Thầy Kinh Milanda. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con Nguyên Trang, dạ con trước hết con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Tính, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, và kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con rất là xúc động khi mà con thấy mọi người cũng như là đọc kinh chúc phúc và cầu an cho, cũng như là cầu an cho con của con. Dạ, con xin commit lên và kính tri ân quý sư và quý bạn đạo, cô chú bạn đạo đã có lòng đến gia đình của con à. Dạ, con kính tri ân rất là nhiều. Dạ, con xin xuống mic ạ.